Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Hôm nay thì mình lại đi tiếp tục một cái đám cưới của đồng bào dân tộc người Tày trên Tây Bắc nhé. Thì mình sẽ ghi lại tất cả những cái hình ảnh đám cưới của người Tày trên Tây Bắc để cho tất cả mọi người cùng xem, cũng như những cái phong tục tập quán của đồng bào dân tộc người Tày. Thì bây giờ mọi người đang di chuyển sang bên nhà gái để đón dâu các bạn ạ. Thì chiều chắc phải tầm 3 giờ thì mọi người mới về bên nhà trai. Thì bên này thì nhà gái thì cũng mấy trăm mét, nên mọi người đi bộ. Ở bên này thì nhà gái thì ở ngay bên này thôi các bạn ạ, nên là mọi người đi bộ sang. Và lát nữa thì mọi người cũng đi bộ về. Mình sẽ sang bên nhà gái qua một chút bên đấy. Nhà gái là ngay trước mặt mình đây các bạn này. Đi một hồi thì mọi người cũng đã tới. Thì mình so khoảng cách nó xa thì mình không thể nào quay hết được các bạn ạ. Đó, mọi người đang ở trong kia. Đây bên nhà gái này. Bà đi sau. Đó là mình đang quay bên nhà gái các bạn nhá. Ta đi là để rước dâu về nhà. À, một lần nữa xin được kính chuyển lời kính cùng chú bà cô dì chú bác đã nhận được sự sắp xếp của gia đình đại diện cho bên phái đoàn của họ nhà gái trong buổi trường hôm nay, thì chúng ta sẽ khẩn trương ra để tiếp đón. Đó, hiện tại thì mình đang ở bên nhà gái luôn. Thì ở trong này thì có mọi người đang chụp ảnh này. Ở giữa là cô dâu các bạn nhá. Hai bên cạnh là người nhà đứng tiếp khách các bạn ạ. Đây là bộ trang phục của đồng bào dân tộc người Tày nhé. Lát nữa thì mình sẽ ghi lại những cái phong tục tập quán ở trên này, cũng như là lúc mà mọi người trao quà cho cô dâu. Vậy tôi pin ạ, tôi pin ạ. Tôi pin. Bố ở đây đâu mà bố. Đi về tập nha, mai mới lấy rồi nha. Chưa lại bao giờ nên là hôm nay mới lần đầu tiên bỡ ngỡ. Trân trọng kính mời ba thư ký Thảo Hoa Phú Hoàng Viên gì đó. Đây thì thầy đang làm lễ cúng các bạn. Cái tay cầm này là cái mà để xin âm dương các bạn. Dạ. Đây nó bị mình quay nó bị ngược sáng. Nó bị ngược sáng, nếu quay chiều này thì nó sẽ nét hơn, quay chiều này nó bị ngược sáng. Ở đây thì có một số cái đầu lợn này với là chân các bạn ạ, lỏng nữa thì gần như là đủ bộ phận tất cả của con lợn luôn.
là cúng để báo các tổ tiên này, cũng như là tạ ơn tổ tiên các bạn. Đây mình quay cho bạn một cái số lễ mà của bên nhà trai Mai Sa. Thì hôm qua thì mình mọi người cũng mang gà lợn rượu sang rồi, nhưng mình không quay được cái cảnh đó. Đây là những cái lá trầu các bạn này, bên nhà trai Mai Sa. Và có một đôi gà các bạn, đôi gà phiến, gà phiến luôn. Ở bên kia là có bánh dày nữa và rượu và bên nhà trai Mai Sa. Còn những cái đồ bên đây thì mình đang quay thẳng, đó là của bên nhà gái các bạn ạ. Đây là để cúng của bà các tổ tiên luôn. Cố gắng đến lúc cháu cũng muốn đi quay để xem mọi người làm như nào ấy, để con học ấy. Đến lúc mình không biết sắp kiểu gì ấy. Được nhé. Dạ. Đến lúc trao quà ấy là giữ cho bác kiểu ảnh luôn đi. Vâng. Có, cháu đang chờ để mọi người trao quà rồi cháu mới sang bên kia. Đó, đây là mình đang quay ở phía xa. Cái này là một số sinh lễ đồ để cũng như là thắp để báo cáo tổ tiên. Các bạn đến thì sẽ có thầy cúng để cúng. Phía bên này thì có các bà các bác này, cũng như các bà các bác, anh em trong nhà, cũng như là hàng xóm để sang đây chúc phúc cho gia đình. Ở phía bên góc bên dưới đây thì có bà đón cũng như là cô đón xa đang ngồi phía dưới. Là mình đang sẽ đi một cái tập phim ở bên nhà gái, còn bên nhà trai nữa thì mình sẽ ghi sau. Này có hai con thịt con đẹp nha. Ở bên đây thì có thầy này, thầy đang làm lễ cúng cũng như báo cáo tổ tiên những cái sinh vật mà bên nhà trai mang sang. Đó là những cái mà vật mà mọi người tặng nuôi các bạn. Đây là ví dụ như là đây là có đồ của bố mẹ Tồng các bạn. Bố mẹ Tồng tặng cho con gái. Và có cả tiền nữa các bạn ạ. Một ít tiền nữa. Đây thì chăn mọi người trên mình thì hay tặng chăn rất là nhiều. Chăn đây. Hồi xưa là còn tặng cả dao này, chậu này, nhưng mà bây giờ thì mọi người đa số là tặng chăn nhiều hơn. Bắt đầu tiếp nối ạ, xin là trân trọng kính mời. Vâng, cảm ơn hai bên rất nhiều. Và lễ tuyên bố cũng như là cái phần trao quà và sự tổ chức lễ vô quy của đôi bạn trẻ đến giờ phút này thì là cho phép ban tổ chức tôi xin được tuyên bố khép lại. Và xin là trân trọng kính mời hai ông đại diện sẽ trở lên vị trí của mình, và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta xin về vị trí. Và tiếp nối chương trình mình sẽ xen lẫn một chút cái hình ảnh mà mọi người làm bếp trên này nhé. Đó, bên này thì mọi người đang xiên thịt các bạn này. Món thịt lợn xiên các bạn ạ. Đây. Thịt này có lên ăn không nhỉ? Món thịt gì đây? Món thịt cuốn xả à? Đó, đây là mọi người đang băm gà các bạn ạ, như là thái giò. Thì mình sẽ xem lẫn một chút cái hình ảnh ở tập 1 của video mà đón dâu bên nhà gái các bạn nhé. Ở trong kia thì có phía trong nhà thì cũng có mấy người đang mọi người đang làm bếp bên trong nữa. Mình quay phía đây là phía bên dạp này các bạn này.
Ở đây thì mọi người đang đứng để tiếp khách các bạn. Mình đang đứng ở bên trên bậc nhá, nó sẽ cao hơn. Đó là cái hình ảnh mà bên nhà gái. Mình sẽ xen lẫn cái hình ảnh này vào cái video mà mọi người trao quà cũng như là làm những cái thủ tục trên nhà luôn. Hello.